Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào má, con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Như thường lệ, vào tri chủ nhật thì con sẽ chia sẻ về pháp môn niệm Phật để động viên má và quý đạo hữu. Trước khi vào thời khóa chiều hôm nay thì nghe bài pháp thoại ngắn này. Má có khỏe không? Con hy vọng là má vẫn khỏe và thực tập niệm Phật A Di Đà mỗi ngày tinh tấn. Con bạn này vẫn khỏe má nha, và học học tập là tốt. Hôm nay là ngày ra hạ của chư tăng ở bên Nam Tông, hồi sáng nên con cũng đi khất thực. Kính thưa má và quý Phật tử, hôm nay con sẽ chia sẻ một câu chuyện ngắn nhưng có thật. Ở gần cái vùng đất Tây Tạng, có một bà lão nọ. Bà có chồng có con trai, nhưng đời bà rất khổ. Cái khổ nó không dừng lại đó. Chồng bà mất, con bà cũng mất luôn. Một mình bà lam lũ, ở một mình rất cô đơn, ngẫm nghĩ cuộc đời hiu quạnh và quá nhiều khổ đau của bà muốn sám hối. Có một vị cao tăng đi ngang qua và tặng cho bà một cái câu: Om Mani Padme Hum, câu thần chú của Đức Quan Thế Âm á. Nhưng mà bà già lẩm cẩm cho nên chỉ còn nhớ lại là Hum Om Mani Padme Sanh, bà tụng sai. Nhưng mà lấy đó làm cái niềm vui an ủi. Vị cao tăng đó dạy bà là hãy tha thiết niệm Phật, đừng niệm gì khác ngoài câu đó. Bà về bà hành trì hết ngày tới ngày, hết tuần tới tuần, hết tháng tới tháng, và như vậy suốt mấy chục năm. Để mà sách tấn tự thân mình cho cái việc niệm Phật của bà nó có niềm vui hơn ý, bà lấy một chén đậu và một chén không. Mỗi một câu Om Mani Padme Hum là bỏ cái hột đậu qua bên chén không. Cứ làm như vậy mà bà đã cảm ứng được cái hột đậu á, nó không hư, nó không nát, nó không mục mấy chục năm à. Mà mỗi lần bên niệm thì hột đậu nó tự nhiên bên này chén qua bên kia chén mà không cần bà bốc nữa. Cảm ứng cái sự nhiệm màu đó như vậy. Một ngày kia có một vị cao tăng ở một đất nước đi ngang qua. Vị ấy có ngũ nhãn cho nên thấy được cái linh khí trên bầu trời trên cái mái nhà của bà nó phát ra ánh hào quang. Và ngài nghĩ đây là nơi tu hành của bậc đắc đạo. Ngài ghé xem, nhìn đông tây thì chỉ thấy bà cụ rách rưới, mới hỏi là bà ở đây với ai? Dạ không, con ở một mình. Thấy vị sư tăng đến, bà cụ cúi đầu đảnh lễ tha thiết mà ngồi. Vậy chứ bà tu pháp môn gì? Dạ con không pháp môn gì cả. Dạ ở đây một mình bà buồn không? Dạ không. Vì sao? Bởi vì con có một câu thần chú, con lấy đó là niềm vui thực tập mấy chục năm nay rồi bạch thầy. Có thần chú gì? Dạ Om Mani Padme Sanh. Ồ thật tiếc cho bà, bao nhiêu năm rồi bà niệm câu đó? Dạ 30 năm. Ồ thật tiếc thay, câu đó phải được niệm là An Mani Bát Di Hồng, bà niệm sai rồi. Bà nghe mà giật mình ngỡ ngàng, bao nhiêu chục năm nay mình bỏ giống như là công sức giả tràng xe cát biển đông. Bà buồn lắm nhưng mà cũng cảm ơn vị cao tăng, bởi vì ít nhất là cũng chỉ cho bà biết cái sai để bà sửa. Rồi đảnh lễ vị cao tăng ấy đi. Nhưng tới chừng một đoạn đường quay lại thì nhìn không phải là cái chánh khí của vầng hào quang sáng tỏa trên nóc nhà của bà cụ nữa, mà là u ám khí. Bởi vì lòng bà rất là buồn, 30 năm bà niệm dù sai nhưng lòng bà tha thiết và chân thành. Còn bây giờ có vẻ đúng nhưng tâm bà cứ lo âu và cứ tính toán, cứ nghĩ là mình đã khổ cả đời, sao bây giờ tu mà còn không được, không đặng. Cho nên bà buồn khổ chứ bà không nhất tâm, bà không vui vẻ. Vị cao tăng mới hiểu được cái lý do. Đúng ngôn từ nhưng mà sai cái tâm chân thật nhất như, cho nên mới quay lại, lật đật quay lại và nói với bà cụ: tôi xin lỗi bà, cái câu mà bà niệm đó mới chân thật đúng, cứ niệm như vậy từ nay, còn cái câu của tôi á nó sai rồi. Và bà cụ mừng rỡ quá chừng, cứ nghĩ mình là sai 30 năm uổng phí công sức. Thì bà bắt đầu mới tụng lại như vậy như cũ, và khi đi một đoạn nhìn lại thì vị cao tăng thấy đúng là như thật, cái ánh sáng mà trong nhà bà phát ra là trước đó ngài đã thấy rồi. Câu chuyện dừng lại ở đó mà. Thì Om Mani Padme Di Hồng hoặc là A Di Đà Phật, cái nào cũng được. Nhưng câu A Di Đà Phật đó là cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, ngài tha thiết trong 48 lời nguyện, như là Bồ Tát, như là Tỳ Kheo, Pháp Tạng đã phát nguyện là nếu ai đến niệm Phật mà ta không rước về cõi của ta thề không thành Phật, là niệm danh hiệu A Di Đà Phật của ta. Và ngài đã thành Phật. Còn bây giờ chúng sanh niệm Phật nhất định sẽ vãng sanh, vãng sanh là nhất định thành Phật. Thì vì sao mà bà niệm sai mà được cảm ứng đạo giao như vậy? Bởi vì má ơi, bà niệm bằng cái tâm với hai
cái điều màu nhiệm đó là niềm tin chân thật không nghi ngờ. Và niệm tha thiết nhất như chứ không phải niệm rồi nghĩ. Niệm bằng cả tâm, cả miệng, chứ không phải là miệng niệm mà tâm nghĩ thứ khác. Và niệm mỗi lúc mỗi nơi chứ không phải vừa ăn được 5 phút niệm, ăn 5 phút rồi niệm 5 phút rồi đi nói chuyện 5 phút, đi tạo tác 5 phút, nghỉ ngơi 5 phút. Hằng ngày, mọi khoảnh khắc, hễ mà rảnh cái tâm là bà dán cái tâm mình vô cái câu A Di Đà Phật hoặc A Ma Ni Bát Mi Hồng đó. Dán chặt cái tâm mình vô một thứ thôi. Bây giờ nếu con ở đây con nghĩ hoài về má, má sẽ nóng ruột. Má ở đó má có chuyện gì má nghĩ hoài về con cũng sẽ nóng ruột. Mình là phàm phu tục tử còn biết bao nhiêu nghiệp chứ mình vẫn có thể cảm ứng với nhau. Huống hồ chư Phật không bao giờ mà tâm của chư Phật Bồ Tát mà không có thấy, không có biết, không có cảm nhận được tâm của chúng sanh mỗi lần hướng đến chư vị hết đó. Thì niệm Phật nó cũng giống như là cái điện thoại vậy má. Ví dụ như điện thoại của con á là nó có 10 số. Bây giờ má tha thiết gọi nhưng mà má gọi trật hai cái này, một là thiếu một số, hai là trật một số thì má sẽ không gọi được cho con. Nó giống như vậy. Dù là mình niệm sai nhưng mà cái tâm mình nó chân thật thì nó đúng cái số đây, tức là không phải nó đúng cái âm thanh má, mà nó đúng cái tâm chân thật không hoài nghi. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai đó là niệm đừng có lúc niệm lúc nghĩ. Niệm rồi bỏ quên, niệm cho qua bữa, niệm để mà cho xong trách nhiệm, à ta cũng có niệm Phật, còn chuyện còn lại thì không có quan trọng lắm. Đó không đúng, không có chân thật niệm Phật. Như vậy, vấn đề cốt yếu ở đây á, không phải là mình biết bao nhiêu về cái thông tin trên Tây Phương Cực Lạc, không phải là mình biết bao nhiêu về Đức Phật A Di Đà, mà là mình thương Ngài bao nhiêu, tha thiết nguyện trên cái tịnh độ đó, vãng sanh về đó bao nhiêu. Và mình biết cái cõi này nè, nó đau khổ, nó ngũ trược ác thế, nó dập dồn, nó khổ, nó cực, nó mệt mỏi, nó lo lắng, nó dơ bẩn, nó cấu quế bao nhiêu, mình chán ở đây bao nhiêu, và mình muốn về bên đó bao nhiêu, mình thiết tha bao nhiêu. Cái đó mới là cái đúng đã. Thì hãy cần hai điều kiện này rất là cơ bản khi niệm Phật má nha. Một là đừng có nghi, bởi vì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cực kỳ là khó. Khó không phải là khó tu má, bởi vì pháp môn này không tốn sức mà nó cũng không có phí công Cái công của mình bỏ ra không nhiều, nhưng mà khi mà được vãng sanh rồi chắc chắn thành Phật, nó được cái chỗ đó. Thì đôi khi mình nghĩ niệm Phật nó quá dễ dàng, nhưng không dễ chút nào kính thưa má. Cái lúc mà tâm mình bất an, không nhớ tới Phật được, huống hồ cho cái lúc mình sắp ra đi, làm sao nhớ tới Phật. Cho nên cái lúc bình an là hãy nhớ tới Phật. Và chỉ cần niềm tin đặc biệt, hành trì mỗi ngày là chắc chắn vãng sanh. Nghe có vẻ nó dễ, nhưng mà thật sự khó. Khó là bởi vì không mấy người tin. Cho nên cái kinh A Di Đà Phật là kinh vô vấn tự thiết, Đức Phật tự nói chứ không có ai biết mà hỏi. Cho nên cái kinh đó là Đức Phật kêu Xá Lợi Phất là đệ tử trí tuệ đệ nhất của Phật đó. Phật kêu tới vậy, có một cái cõi như vậy. Và Đức Phật nói cái bài kinh đó là cho cái thời mạt pháp này nè, bởi vì thời này là không gặp Phật, người mạt chứ không phải pháp, mà khó tu hành bởi vì xung quanh toàn là người khổ đau gây tạo nghiệp chướng. Nhưng mà cũng may mắn là gặp được pháp môn tịnh độ, bởi vì không thành đạo ở đây thì ít nhất cũng có một cái cõi nào đó của chư Phật biết sẽ có. Cái lúc mà chúng sanh ở cái cõi ngũ trược ác thế này tu không thành đạo được, và Ngài sẽ rước về cái cõi đó để tu tiếp, là mình đã có duyên với Tam Bảo và có duyên với pháp môn tịnh độ rồi. Thì khởi niềm tin cho vững chắc và thực tập cho miên mật thực tập cho miên mật. Thực tập miên mật là tâm niệm, miệng niệm và đi đứng nằm ngồi đều niệm. Và nhìn cái cảnh gì, nhìn cái vật gì, nghe cái âm thanh gì đều có cái câu A Di Đà Phật. Cái đó gọi là đạt được cái chỗ niệm Phật tam muội, nhất tâm bất loạn. Nghe tiếng gió, nghe tiếng chim, nghe tiếng con bò, nghe tiếng chó, nghe tiếng người, thay vì mình nghe, mình đánh giá, mình để trong tâm mình đủ thứ những cái câu chuyện bên ngoài, thì bây giờ mình chỉ nghe bên ngoài đó, tất cả nó chỉ là âm thanh diễn cái pháp âm để cho tâm mình nhớ một thứ A Di Đà Phật. Đó, con kính thưa má, nếu được như vậy á, má chắc chắn vãng sanh á, thì con được cái công đức vô lượng từ má. Má về trên đó rồi là thành Bồ Tát, độ con không khó, rồi còn độ chúng sinh nữa. Đó. Mà con kính thưa má, kính chúc má sức khỏe và tha thiết niệm Phật, đừng có lúc niệm lúc nghĩ, để con cũng được ân triêm công đức. Con cũng nhờ má vô cùng. A Di Đà Phật.